Chưa. Hello anh em. Thì nhiều anh em nói là quay clip, mình quay clip nhiều về mô tô mà sao không có hướng dẫn mọi người về cách bảo trì, bảo dưỡng xe. Thì hôm nay thì mình sẽ chỉ cái cách mọi người, mà cách của mình thôi nha, cái của mình mà bảo trì, bảo dưỡng xe thôi, cho những anh em chơi xe theo dõi kênh của mình thôi nha. Đó, thì mấy anh em xem ha, thì cái bảo trì, bảo dưỡng xe á nó dễ lắm, đơn giản lắm. Thì nó nói hơi ngắn. Thì bây giờ mình sẽ nói thêm cái chủ đề là về cái việc mà dạo này gần đây anh em hay quan tâm, đó là cái việc mà mượn xe của bạn. Đó. Thì thứ nhất là có nên cho bạn mượn xe hay không? Thì đối với phân khối lớn á thì khuyên anh em ví dụ toàn xuống đây ngồi làm ví dụ nè. Đó là bạn này đây. Là bạn này có một chiếc BMW S1000RR. Rồi bạn Minh thì có một chiếc H2. Ví dụ bạn Toàn mới mua chiếc cá mập 220 đi. Thì mình có thể cho người đó mượn được, bởi vì người đó có khả năng xử lý tình huống, có thể chạy xe, có thể ví dụ có sự cố nào đó thì người đó có thể chi trả cho người bên kia. Em hiểu không? Còn mà khi một người mà chạy S150, bạn của bạn đi, rồi bạn mua một chiếc phân khối lớn, ví dụ bạn mua Z1000, mà cái người đó mượn xe của bạn chạy thì cái tỷ lệ nó nguy hiểm rất là cao luôn. Cái ga rất là mạnh. Và khi mình cho mượn như vậy á, là thứ nhất là ảnh hưởng tới xe của mình, thứ hai là lỡ mà người bạn đó lại chạy có chuyện gì á, là người mang họa chính là người chủ xe á, chứ không phải là cái người chạy xe nha. Cái người chủ xe là phải lo hết á. Đó anh em, cho nên mượn xe rất là nguy hiểm. Và một khi á, mà những anh em có thể mượn xe, ví dụ như những anh em trong gia đình mình đi, hoặc là những anh em chơi thân với mình, thì như mình á, như bản thân mình á, mình muốn mà mượn xe nào review thì anh em vẫn đưa luôn. Nhưng mà người mượn xe phải giữ nha anh em. Người ta biết người đó giữ xe người ta mới đưa cho mượn. Một chiếc xe có nhiều người, người ta coi như là một con cưng của người ta rồi. Con cưng của người ta vậy đó. Cho nên á, cái việc mượn xe là người ta quý lắm, người ta mới cho mượn, anh em hiểu không? Đó, cho nên cái mượn xe á, thì mình có thể đổi xe qua đổi xe lại chơi. Nhưng mà mượn á, từ phân khối nhỏ mà mượn để lên phân khối lớn để chạy thử á, thì rất là nguy hiểm. Những anh em có ý định mượn thì anh em bỏ đi. Còn những anh em nào á, mà có xe mà mấy anh em có thể mượn chụp hình đồ này nọ thì thoải mái, nhưng mà mượn chạy á, rất là nguy hiểm nha anh em. Đó, một cái vấn đề đó mà anh em nhức nhối mấy ngày nay anh em hay nói. Rồi bây giờ sẽ qua là về cái vấn đề bảo trì, bảo dưỡng xe. Đó. Ví dụ bây giờ mà có ai mà có Z1000 đi qua tôi mượn, tôi Z9 là tôi cho mượn liền. Tại vì người đó có xe, người đó có thể đền cho mình một chiếc xe khác thì cho mượn chạy thoải mái, đúng không? Người đó có thể đền cho mình một chiếc xe khác thì mình cho mượn chạy thoải mái. Thì về cái bảo trì, bảo dưỡng xe này á, thì nó rất là đơn giản thôi. Cái điều đầu tiên mà anh em phải lưu ý đó là thay nhớt. Thay nhớt đúng thể tích của nhớt nè. Thay nhớt xịn thì do với những dòng mô tô thì anh em đi những dòng nhớt trên 300.000 là ok. Nhớt trên 300.000 là nó tốt cho xe rồi. Đó, còn anh em nào có tiền nhiều hơn thì chơi xịn hơn ha. Rồi nhớt nè, nước mát nè, thay nhớt hay nước mát nè. Rồi anh em đi mà thắng nhiều á thì anh em thay bố thắng trước, bố thắng sau. Rồi anh em đi một thời gian thì cái cổ này nè, nó sẽ không có còn mượt mà nữa. Thì khuyên anh em nên đi vệ sinh chán cổ. Vệ sinh chán cổ hoặc là ở trong đây nó hư á, thì anh em thay luôn cái chán cổ mới. Đó, thì anh em đi ở đường Việt Nam mình nó hay ổ gà này nọ kia khác đó, thì nó sẽ ảnh hưởng chán cổ, ảnh hưởng tới phuộc nè. Thì cái phuộc này á, lỡ mà xe có xì phuộc á thì anh em thay phốt phuộc là xong. Đó, rất là dễ luôn, đơn giản, nó không có gì mà bảo trì, nó không có gì khó khăn. Rồi mà xe mà anh em đi nhiều á thì anh em vệ sinh bugi nè, hoặc là anh em thay bugi mới, hoặc là anh em vệ sinh họng xăng đó. Còn những cái xe mới như vậy, như con Z9 này quá mới luôn, thì anh em không có cần phải mà làm những cái công đoạn bảo trì đó nữa. Như cái con Z9 này là tại vì hai con này mình hiện tại có bán cho nên mình quay cho anh em ha. Thì con này đồ chơi cực khủng luôn nè, 220 triệu. Z9 đồ chơi xịn quá trời xịn luôn. Đó. Tay thắng GTR. Đó, gương gù. Rồi nè, đến những miếng carbon ở trên đây á, cũng là của hãng GTR luôn. Nói chung là chơi đồ hãng không. Z9 này chủ là một người rất là biết chơi xe.
đến nỗi những cái chống đổ với lại những cái ốp bảo vệ cục máy nè, anh em thấy không, mua con này về là khỏi cần gì hết, đồ zin còn đầy đủ luôn. Còn anh em biết bộ cổ bô không anh em? Bộ cổ bô nè, anh em thấy chưa, từ trên xuống dưới là nguyên bộ cổ full luôn đó, cổ zin còn nha anh em. Nó chủ xe rất là chịu chơi, rồi bát biển số rất là nhiều thứ luôn, yên sau đã lên đã êm để cho cho người ngồi sau đó. Còn khi anh em lên bô độ thì anh em muốn mạnh hơn, xe mạnh hơn, xe không bị hụp thì anh em phải map đó, map xe lại, map ECU đó. Rồi giờ nói gì nữa đây ta, đó cái bảo trì, cái bảo dưỡng á, là cơ bản nó chỉ vậy thôi. Còn quan trọng khi anh em rửa xe, anh em phải rửa cho kỹ. Mỗi lần anh em đi về là anh em phải rửa ở cái những phần mà cái cổ bô nè, anh em phải lấy bàn chải á. Anh em sợ hư xe, anh em không dám lấy bàn chải sắt thì anh em lấy bàn chải đánh răng, mình đánh hàng ngày á, thì mình chà kỹ vào những cái chỗ cổ bô hoặc chỗ ngóc ngách là xe mình sẽ luôn sạch. Với lại cái đi mưa là cái dĩ thắng của mình á, nó hay bám bụi thì mình chà, mình rửa sạch xe đó rồi mình cất xe thôi, rất là dễ. Còn vỏ thì mòn thì anh em thay thôi, nó mòn dễ mà anh em. Nó như vỏ này, xe này, xe nó rất là mới thì nó còn chỉ còn gai còn đó, thấy không, nó mới đi còn chỉ còn gai rồi rất là ok. Chừng nào cái rãnh này nó bằng á là cái vỏ nó hết đó, mà muốn một cái vỏ mà nó hết thì nó cũng lâu lắm, nên cái vỏ thì nó đều là đơn giản dễ hiểu. Hoặc là một cái vỏ mà anh em cán quá nhiều đinh thì anh em cũng phải thay thôi, nó còn dày nhưng mà cán nhiều đinh thì anh em cũng phải thay. Rồi anh em đi một thời gian á, mà anh em mà lỡ mà cán ổ gà nhiều hay là dắt gì đó thì anh em hãy coi lại, anh em hãy cân mâm lại coi thử mâm nó có bị vên hay bị gì không, rồi anh em ép lại. Nói chung là bảo trì bảo dưỡng của xe phân khối lớn nó cũng đơn giản, nó không có khó. Và anh em nhớ thay nhớt thì lâu á, khoảng 2 lần thay nhớt hoặc là 3 lần thay nhớt thì anh em nhớ thay lọc nhớt, những cái đó là rất đơn giản rồi. Còn máy móc mà anh em chạy phá lắm á, thì mình mới cần bảo dưỡng mấy cái trong thôi. Còn mà nói về phân khối lớn mà anh em chạy bình thường, anh em không phá xe là chạy lâu lắm nó mới hư anh em, nó thiệt chạy lâu lắm. Còn bảo dưỡng sơ sơ bên ngoài bên trong đồ vậy đó là nãy giờ mình nói là ok, như đó là đủ xài rồi, có gì đâu mà khó. Rồi bây giờ thì rửa xe ấy chết rồi. Định tính cho anh em nghe tiếng bô chứ mà thôi khỏi đi, quên đem chìa khóa xuống, làm biết lên lầu lấy chìa khóa quá. Đó là những gì mình nói cho anh em là đã xong rồi đó. Thực chất là cái chiếc phân khối lớn bảo trì bảo dưỡng nó không có khó đâu. Với lại không có ai mà ít mà ai mà mua phân khối lớn mà để đi lại hàng ngày đó. Đa số anh em mua phân khối lớn là đều anh em có một chiếc xe hơi hoặc là một chiếc xe tay ga để mà mình đi lại hàng ngày. Còn phân khối lớn mình sẽ đi lại cà phê với anh em rồi lâu lâu xách ra chạy tour xa xa cùng anh em cho vui thôi. Còn về cái vấn đề mượn xe là cái vấn đề cũng là một cái vấn đề nhức nhối mà nó xảy ra từ thời cổ chí kim tới bây giờ rồi. Đó là cứ mình mua xe về mà mình không cho người ta mượn thì mất bạn. Không cho mượn thì nói, nhưng mà cho mượn thì nguy hiểm. Xe mới mà xe cưng mà sao mà cho mượn được. Còn những anh em có xe đồng nhau á, chơi xe chung với nhau mà mượn chạy xíu là tin điều thoải mái. Hầu như anh em của mình á, có nhiều anh á là đi những con siêu xe luôn á, thì người ta mượn xe mình cho người ta chạy thoải mái. Tại vì cơ bản những người ta có xe rồi không bao giờ người ta chạy phá xe của mình. Người ta mượn chạy để người ta trải nghiệm coi thử cái con đó nó có công nghệ gì, có cái gì, có những cái gì đó lạ không, người ta chạy xong rồi người ta đưa lại đó thì rất là bình thường. Còn cái chuyện mà ví dụ như nguyên một đám bạn mình kể là chắc có nhiều anh em có trong cái trường hợp này, có nghĩa là một đám bạn đó, một hội đi, cho một hội xe 150 đi, thì bỗng nhiên có một anh bạn kia ảnh lên phân khối lớn, ảnh lên Z9 đi chẳng hạn, đây Z9 chẳng hạn, thì cái hội đó chạy ra chơi thì anh em cho lâu ngày thì bây giờ mình phải chạy ra chơi. Cái chạy ra chơi cái người này mượn, ê xe mới hả, cho tao mượn chạy cái coi roda chưa, rồi để xong anh a trả ra chạy xong, anh b ôi trời đó là tôi chưa chạy Z9 đâu, cho tao mượn nó chạy nè rồi anh c ồ má Z9 tao thấy mày chạy ghê quá mà đâu, nó thử thôi rồi lên nè rồi xong lỡ có chuyện gì, một trong ba anh đó mà một anh chạy có chuyện gì coi thì chủ xe có sót không. Mà cái dòng á từ 150 lên mà 1000 á nó rất là khác biệt, nó khác biệt hoàn toàn luôn. Anh em chạy 150 mà anh em lên R3 đi là đã khác rồi, mà khi 150 anh em mà lên 1000 nữa hả, nó khác toàn bộ luôn, từ ga đến mọi thứ công nghệ là nó mạnh. Lỡ mà
chủ quan một cái thôi là đó, là phải là vừa mất bạn mà vừa mất mọi thứ, vừa mất tiền, rồi lỡ mà thằng mà lái xe mà nó bị cái gì đó rồi chủ xe là mệt nữa, tự nhiên cái cuộc vui của mấy anh em chơi nó thành một cái cuộc gì đó xích mích rất là buồn. Thì thôi giờ là chỉ là xe ai nấy đi đó, xe ai nấy đi. Còn mà bạn bè thân thiết chơi chung hội, ví dụ xe ngang hàng thì đổi nhau đi bình thường đó. Rồi vậy thôi đó, có bao lời gửi đến anh em, tại mấy anh em cũng comment nhiều quá cho nên mình mới làm cái clip thôi, còn anh em không comment là cũng không làm. Thì bây giờ để coi bên mình còn mẫu xe nào ha. Thì bên mình là còn Z9 nè, Z9 rồi H2 rồi. Vô đây quay cho mấy anh em coi còn mấy mẫu xe nữa cho mấy anh em xem luôn sẵn clip. Rồi em quay một vòng mà cho anh em coi Ninja 400 siêu đẹp nè, không một vết chày luôn, rất là đẹp luôn. 120 triệu nha anh em, bao hỗ trợ đúng gốc cho anh em luôn. Xe Ninja 400 đẹp cực kỳ đẹp. Quay vòng cho anh em xem đi, không có gì để chê cho con này nữa, hỗ trợ đúng gốc cho anh em ở xa luôn. Quay chưa. Rồi tiếp theo là Z800, 175 triệu ABS, luôn cái bô riêu xịn sò nè, cổ titan nè. Em thấy chưa, đồ chơi cơ bản đủ xài, cái bô này tê tái tan nát tình người. Vỏ nè quá đẹp luôn, xe là tuyệt đẹp. Rồi con R15 này thì khách cọc rồi nè, CBR250 nè, khách cũng cọc rồi nè anh em. CR50 cũng tuyệt đẹp lắm. Đó, chìa khóa nhưng mà khách cọc rồi đó, khách cọc hết full xe rồi, tới chờ ngày tới lấy thôi. Còn CB1000 này cực thích nè, để nó trong góc mà. 230 triệu có fix cà phê cho anh em nha. Đó 230 triệu, bô độ rồi này nọ kia khác á, đồ chơi đồ zin đầy đủ luôn, không có thiếu gì hết. Ốc titan đồ trên xe rất là nhiều. CB1000R22 đó. Rồi còn con MT03 89 triệu đẹp luôn, mới thay nhớt luôn anh em. Mình thay cho nó hai bình nhớt mới luôn, hai bình nhớt xịn luôn á, loại 400.000 bình là MT03 nè. Rồi về anh em chỉ đi thôi, nhớt nước mát rồi đầy đủ hết rồi, không có thiếu gì hết, có trắng bùn luôn, mọi thứ bao chạy tua chạy gì luôn, nhớt là đã thay mới, quá xịn luôn anh em. Rồi đó, rồi cảm ơn anh em. Xem clip mình nhớ like, subscribe để mình ra nhiều clip hơn. Còn muốn mình làm cái gì thì cứ comment, ví dụ muốn mình quay con xe gì cứ comment đó. Rồi ví dụ mà mình mua được thì mình mua, còn không mua được thì đi mượn.